những loại cổ áo sơ mi phổ biến nhất. Đi từ những điều có vẻ hơi xa lạ với các bạn chưa tìm hiểu về Âu phục, vậy nên hôm nay mình thử nói về kiến thức cơ bản cổ áo sơ mi. Video dưới đây không tổng hợp đầy đủ các kiểu collar, nhưng theo quan sát thì đây là các loại cổ thường thấy nhất để xem mọi người đã trải nghiệm qua bao nhiêu loại. Poi collar, đây có lẽ là loại cổ áo phổ biến nhất, thường thấy trên những chiếc áo may sẵn. Như tên gọi, góc cổ áo sẽ có dáng mũi nhọn. Nếu phần cổ áo kéo dài xuống, ta gọi là spear poi. Còn cổ được mở rộng hơn thì là spread collar. Club collar, nếu cổ poi có mũi nhọn thì cổ club được bo góc tròn. Được truyền cảm hứng rộng rãi sau series Peaky Blinders, đây chắc hẳn là lựa chọn yêu thích của các bạn để trông cho giống các nhân vật trong phim. Cũng dễ tìm được những chiếc áo may sẵn có cổ này lắm đấy. Button down collar, điển hình dễ nhận biết cho cổ áo loại này là hai khuyết được thùa ở phần đuôi cổ áo, cài xuống cúc hai bên đã được đính sẵn. Ngày nay, đây là kiểu collar mà nhiều anh em sartorial lựa chọn nhất. Với các chất liệu vải cứng mềm khác nhau sẽ tạo hiệu ứng cũng khác, nên phần cổ này rất hay ho. Và cuối cùng, mình muốn nhắc tới One Piece collar. Ấy chết đừng nhầm, đây không phải cổ áo đặc trưng trong truyện One Piece đâu. One Piece có nghĩa là một mảnh, vậy nên cổ áo này được cắt liền từ phần nẹp áo, chứ không phải cổ rời rồi may lại. Đúng chuẩn sẽ có độ cong điệu đà, người Việt mình hay gọi là cổ cánh én, trông cũng thích mắt đấy nhỉ. Để đánh giá một chiếc sơ mi đẹp, đầu tiên ta cứ nhìn phần cổ. Cổ áo đủ nghệ sẽ có độ lớn trung bình hoặc rộng, thắt tie hay mở hai cúc hững hờ đều vẫn giữ được độ đứng, cổ áo không bị nhăn nhúm, bẹp rúm. Hãy để ý đến chi tiết này khi chọn mua hoặc may đo, anh em nhớ nhé.